Xin kính chào tất cả các anh chị và cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các anh, chị và cô chú video các thành phần dinh dưỡng trong thịt bò. Thịt bò là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, có tác dụng duy trì và phát triển khối lượng cơ bắp. Ngoài ra, thịt bò còn là nguồn cung cấp vitamin và chất khoáng đa dạng như vitamin B12, kẽm, sắt cũng như một số hoạt chất tính sinh học, taurin, creatine. Hãy cùng kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe tìm hiểu giá trị dinh dưỡng của thịt bò và lợi ích của loại thức ăn dinh dưỡng này nhé. 1. Thịt bò là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng. Thịt bò là thịt gia súc, được phân loại là thịt đỏ. Nó có chứa hàm lượng sắt cao hơn thịt gà hoặc cá. Thịt bò có thể chế biến bằng nhiều cách khác nhau như nướng, bít tết, hấp. Các sản phẩm từ thịt bò rất đa dạng, bao gồm thịt bò hun khói, thịt bò khô, xúc xích, giò bò. Thịt bò tươi, nạc rất giàu vitamin và chất khoáng, đặc biệt là sắt và kẽm. Do đó, sử dụng lượng thịt bò vừa phải có thể được khuyến nghị là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. 2. Thành phần dinh dưỡng trong thịt bò. Thịt bò bao gồm chủ yếu protein và lượng chất béo khác nhau. Thành phần dinh dưỡng từ thịt bò có trong 100g ăn được bao gồm: năng lượng 182 kcal, protein 21.5g, lipid 10.7g, glucid 0g, chất xơ 0g, vitamin A 12 microgram, vitamin PP 4.5mg, vitamin B6 0.44mg, vitamin B12 3.05mg, chất khoáng sắt 3.1mg, magie 28mg, kẽm 3.64mg, đồng 160mg, canxi 12mg. 2.1 protein. Thịt bò nói riêng và thịt nói chung có thành phần chủ yếu là protein. Đây là thành phần chứa đầy đủ các axit amin cần thiết mà cơ thể không tự tổng hợp được. Những axit amin này có vai trò trong quá trình tăng trưởng và phát triển cơ thể. Vì protein có vai trò xây dựng cấu trúc của cơ thể. Thành phần của các axit amin trong protein là khác nhau. Nó phụ thuộc vào loại thịt. Thịt là nguồn cung cấp protein có vai trò chính trong xây dựng cơ bắp. Vì lý do đó, thịt là nguồn protein dồi dào có thể có lợi ích đặc biệt sau phẫu thuật hoặc cho các vận động viên phục hồi. Khẩu phần ăn chứa thịt kết hợp với tập luyện thể dục có thể giúp duy trì và xây dựng khối lượng cơ bắp. 2.2 Chất béo. Thịt bò có chứa hàm lượng các chất béo khác nhau, thường nằm ở phần mỡ bò. Ngoài việc tăng thêm hương vị của bữa ăn thì nó còn có tác dụng làm tăng lượng calo đáng kể. Tuy nhiên, không giống với các sản phẩm chất béo khác, chất béo từ những động vật nhai lại như bò và cừu cũng chứa các chất béo chuyển hóa, hay còn gọi là chất béo trans của động vật nhai lại. Những chất béo này không giống với sản phẩm chất béo trans công nghiệp, nhưng nó cũng không được coi là chất béo lành mạnh. Phổ biến nhất là axit linoleic liên hợp, CLA, được thịt thấy trong thịt bò, thịt cừu và các sản phẩm từ sữa. Axit linoleic liên hợp, CLA, liên kết với các lợi ích sức khỏe chẳng hạn như giảm cân. Tuy nhiên, liều lượng lớn axit béo này trong các chất bổ sung có thể gây hậu quả có hại trong quá trình chuyển hóa. 2.3 Vitamin và chất khoáng. Vitamin B12, thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chẳng hạn như thịt lợn, thịt bò, là nguồn cung cấp vitamin B12 tốt cho chế độ ăn và cũng là chất dinh dưỡng thiết yếu rất quan trọng cho sự hình thành máu, não và hệ thần kinh. Vitamin B6, vitamin thuộc nhóm B, nó có vai trò quan trọng trong sự hình thành máu và chuyển hóa năng lượng. Niacin, vitamin PP, đây là một trong những vitamin có nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Lượng vitamin này thấp có thể liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim, kẽm. Thịt bò giàu kẽm là một chất khoáng quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển cơ thể. Selen, thịt nói chung và thịt bò nói riêng là loại thực phẩm giàu nguyên tố selen. Đây là nguyên tố vi lượng thiết yếu có vai trò và nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Sắt, đây là chất khoáng được tìm thấy nhiều trong thịt bò. Sắt trong thịt bò chủ yếu ở dạng hem nên dễ dàng được hấp thu, phốt pho. Nguyên tố này hầu như có mặt ở các loại thực phẩm, trong đó có thịt bò. Lượng chất này thường cao trong chế độ ăn của người phương Tây. Nó rất cần thiết cho sự tăng trưởng và bảo trì cơ thể. Ngoài ra, thịt bò còn chứa nhiều vitamin và chất khoáng khác, nhưng số lượng ít hơn. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay.
và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. 2.4. Một số hợp chất trong thịt bò. Giống như những loại thực phẩm khác, thịt bò cũng chứa một số chất hoạt tính sinh học và chất chống oxy hóa. Nó cũng có thể có tác dụng đến sức khỏe khi được tiêu thụ với số lượng đầy đủ. Một trong những chất nổi bật nhất đó là creatin. Đây là chất có hàm lượng dồi dào trong thịt. Creatin có vai trò như nguồn năng lượng cho cơ bắp. Các chất bổ sung creatin thường được sử dụng bởi những người tập thể hình và nó có lợi cho sự phát triển cũng như duy trì cơ bắp. Taurin, đây là một axit amin chống oxy hóa và là thành phần phổ biến trong các nước tăng lực. Nó có vai trò quan trọng đối với chức năng của tim và bắp. Glutathione, nó cũng là chất chống oxy hóa được tìm thấy trong hầu hết các loại thực phẩm, đặc biệt có nhiều trong thịt bò. Cholesterol, hợp chất này có nhiều chức năng trong cơ thể. Ở hầu hết mọi người, cholesterol trong chế độ ăn ít ảnh hưởng đến hàm lượng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, nó sẽ được quan tâm nhiều hơn ở những trường hợp người bệnh, béo phì, mỡ máu, tiểu đường. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. 3. Một số lợi ích của thịt bò. Thịt bò là nguồn thực phẩm giàu protein chất lượng cao cũng như các loại vitamin và chất khoáng. Vì thế, thịt bò được coi là một thành phần tuyệt vời trong chế độ ăn uống lành mạnh. Một số lợi ích khi sử dụng thịt bò trong khẩu phần ăn. 3.1. Duy trì khối lượng cơ bắp. Giống như tất cả các loại thịt, thịt bò là một nguồn protein chất lượng. Nó có chứa đầy đủ các axit amin cần thiết mà cơ thể không tự tổng hợp được. Protein hoàn hảo. Ở nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, trong chế độ ăn không có đủ lượng protein hoàn hảo này. Khi hàm lượng protein không đủ cho cơ thể có thể làm tăng tốc độ lãng phí cơ bắp liên quan đến tuổi tác, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh chẳng hạn như yếu cơ, mất cơ, sarcopenia. Bệnh sarcopenia là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở người lớn tuổi, nhưng có thể ngăn ngừa bằng cách sử dụng các bài tập thể dục cùng với tăng lượng protein trong khẩu phần ăn hàng ngày. Do đó, tiêu thụ thịt bò thường xuyên hoặc các nguồn protein chất lượng cao có thể giúp cơ thể duy trì khối lượng cơ bắp và làm giảm nguy cơ mắc bệnh sarcopenia. 3.2. Cải thiện hiệu suất tập luyện thể dục. Canosin là một hợp chất quan trọng đối với chức năng của cơ bắp. Nó được hình thành trong cơ thể từ beta-alanin, là một loại axit amin ăn kiêng được tìm thấy với số lượng cao trong cá và thịt, thịt bò. Bổ sung beta-alanin liều cao trong 4-10 tuần đã được chứng minh là dẫn đến sự gia tăng 40-80% nồng độ canosin trong cơ bắp. Ngược lại, nếu tuân thủ chế độ ăn chay nghiêm ngặt sẽ dẫn đến mức độ canosin giảm dần trong cơ bắp theo thời gian. Canosin trong cơ bắp có liên quan đến việc giảm mệt mỏi và cải thiện hiệu suất quá trình luyện tập. Ngoài ra, các nghiên cứu so sánh đối chứng cho thấy các chất bổ sung beta-alanin có thể cải thiện thời gian và sức mạnh khi chạy. Thịt bò là nguồn chất sắt phong phú, đặc biệt là sắt ở dạng hem rất dễ hấp thu. Cơ thể hấp thu sắt hem tốt hơn so với sắt không phải hem. Loại sắt này có nhiều trong thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Cho nên, thịt bò không chỉ chứa sắt có khả năng sinh học mà còn cải thiện sự hấp thu sắt cho cơ thể. Thịt bò là nguồn chất sắt phong phú, đặc biệt là sắt ở dạng hem rất dễ hấp thu. Cơ thể hấp thu sắt hem tốt hơn so với sắt không phải hem. Loại sắt này có nhiều trong thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Cho nên, thịt bò không chỉ chứa sắt có khả năng sinh học mà còn cải thiện sự hấp thu sắt cho cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy rằng bổ sung thịt bò vào chế độ ăn có hiệu quả hơn so với bổ sung sắt để duy trì tình trạng sắt ở phụ nữ trong thời gian luyện tập thể dục. Do đó, ăn thịt bò là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. 4. Mối liên quan giữa thịt bò và một số bệnh. 4.1. Bệnh tim. Bệnh tim là nguyên nhân phổ biến nhất của thế giới có nguy cơ gây tử vong sớm. Nó có các tình trạng bệnh khác nhau liên quan đến tim, mạch máu chẳng hạn như đau tim, đột quỵ, huyết áp cao. Các nghiên cứu quan sát về thịt đỏ, trong đó có thịt bò và bệnh tim, cung cấp kết quả hỗn hợp.
Một số nghiên cứu phát hiện nguy cơ gia tăng bệnh đối với thịt đỏ chưa qua chế biến hoặc chế biến và đưa ra một số lý thuyết để giải thích mối quan hệ giữa tiêu thụ thịt và bệnh tim. Giả thuyết phổ biến nhất là các chất béo bão hòa làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách tăng mức cholesterol trong máu. Giả thuyết này hiện vẫn còn đang có nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, hầu hết các cơ quan y tế đều khuyến nghị nên hạn chế ăn chất béo bão hòa kể cả mỡ bò. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. 4.2. Bệnh ung thư. Ung thư đại tràng là một trong những loại ung thư phổ biến nhất. Nhiều nghiên cứu quan sát liên kết tiêu thụ thịt có nguy cơ tăng ung thư đại tràng, nhưng không phải tất cả các nghiên cứu cũng tìm thấy mối liên quan đáng kể này. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng đưa ra một số yếu tố nguy cơ gây bệnh có thể là sắt hem. Một số nhà nghiên cứu đề xuất rằng sắt hem có thể là yếu tố gây tác động ung thư của thịt đỏ cũng như thịt bò. Các amin dị vòng, đây là nhóm các chất gây ung thư được tạo ra khi thịt được chế biến quá chín. Do quá trình nấu, protein động vật ở nhiệt độ cao bị biến đổi, đặc biệt là quá trình chiên, nướng. Nguy cơ gia tăng ung thư không chỉ do chế độ ăn uống không hợp lý mà còn là một số yếu tố lối sống không lành mạnh. Do vậy, để phòng tránh bệnh ung thư cũng như các bệnh khác nên lựa chọn và sử dụng thực phẩm lành mạnh. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. Tác dụng của thịt bò và ăn thịt bò sao cho tốt. Trong 100g thịt bò có chứa khoảng 2 âm protein, 10g lipid, cung cấp 280 kcal năng lượng, nhiều gấp đôi so với cá và nhiều loại thịt động vật khác. Một nghiên cứu tại Đại học East Anglia, Anh cho thấy việc duy trì chế độ ăn với 75g bò bít tết và 100g cá hồi phi lê hoặc uống nửa lít sữa nguyên kem mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Vậy cùng điểm qua những tác dụng khác của thịt bò nhé. Một, tăng cường cơ bắp. Các carnitin và axit trong một số loại thịt và cá rất thấp, nhưng hàm lượng này trong thịt bò lại rất cao. Nhất là bắp bò rất giàu axit amonit, cao hơn cả so với bất kỳ loại thực phẩm nào khác, có tác dụng làm tăng cơ bắp, đặc biệt là tăng cường sức khỏe cơ thể. Với hàm lượng kali thấp, ức chế tổng hợp protein cũng như sản xuất hormone tăng trưởng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ bắp. Hai, tăng cường khả năng miễn dịch, phục hồi cơ thể. Trong thịt bò sạch có lượng lớn vitamin B6 và protein nên cần được tăng cường trong chế độ ăn. Thịt bò có chứa đủ vitamin B6 có thể giúp bạn xây dựng khả năng miễn dịch, thúc đẩy sự phân hủy và tổng hợp protein. Protein giúp chuyển hóa và tổng hợp thức ăn, góp phần phục hồi cơ thể sau khi những hoạt động cường độ cao. Ba, chống oxy các mô bị tổn thương. Hàm lượng axit béo trong thịt bò thấp nhưng lại giàu axit linoleic tổng hợp, có hiệu quả chống lại các chất chống oxy hóa có khả năng phát tác khi tập các môn thể thao như cử tạ gây tổn thương mô. Ngoài ra, các axit linoleic cũng có thể tham gia quá trình duy trì cơ bắp. 4. Giúp giảm béo. Thịt bò chứa chất béo không bão hòa giúp bạn giảm cân, đặc biệt giảm cân với thịt bò. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi vẫn ổn định lượng cholesterol mà vẫn cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể hoạt động. 5. Bổ sung máu. Khoáng chất sắt trong thịt bò là chủ yếu dưới dạng hem, được hấp thụ rất hiệu quả. Sắt là khoáng chất cần thiết cho máu, bổ sung lượng máu cho cơ thể và phòng tránh cơ thể bị thiếu máu. Các chị em phụ nữ, bệnh nhân thiếu máu đều có thế bổ sung thêm nhiều chất sắt tự nhiên từ việc ăn thịt bò. 6. Cung cấp năng lượng. Thịt bò còn chứa nhiều vitamin B12 cần thiết cho các tế bào, nhất là các tế bào máu đỏ mang oxy đến các mô cơ. Vitamin B12 thúc đẩy nhánh chuỗi amino acid chuyển hóa, do đó cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể trong những hoạt động cường độ cao. 7. Ăn thịt bò sao cho tốt. Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, ăn một lượng thịt bò vừa đủ là từ 300-500g một tuần. Nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến một số căn bệnh nghiêm trọng, khó chữa, không nên ăn thịt bò buổi tối. Theo nhịp sinh học thì thời điểm buổi tối gan hoạt động ít đi và dành thời gian cho nghỉ ngơi. Nếu sử dụng thịt bò vào buổi tối, chất sắt có trong thịt bò sẽ kích thích gan hoạt động nhiều hơn, từ đó làm lượng đường trong máu tăng lên và khiến cơ thể có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các bệnh khác. Thịt bò không tốt cho những người mắc các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa như thừa cân,
rối loạn mỡ máu, bệnh gút và đái tháo đường. Không được ăn khi có vết sẹo chưa lành. Những dưỡng chất trong thịt bò dù có tốt cho sức khỏe nhưng lại làm cho vết thương bị sậm màu, khi lành sẽ gây nên sẹo lồi. Do đó, bị sẹo lồi không nên ăn gì thì đó sẽ là thịt bò và những món ăn làm từ bò như chả bò, giò bò. Tuyệt đối bỏ thói quen ăn bò tái. Hiện nay, việc nuôi trồng và giết mổ, vận chuyển đôi khi không được đảm bảo nên thịt rất dễ bị nhiễm khuẩn. Để đảm bảo sức khỏe, không lo sợ ký sinh trùng hoặc sán thâm nhập cơ thể, bạn nên bỏ thói quen ăn thịt bò tái hoặc chưa nấu chín. Không được ăn cùng thủy hải sản. Trong thịt bò chứa nhiều phốt pho rất cần cho việc hình thành xương, trong khi thủy sản lại rất giàu canxi và magie. Vì thế, thịt bò và thủy hải sản không nên kết hợp với nhau vì sẽ tạo ra sự kết tủa muối gây cản trở hấp thu phốt pho và làm giảm tốc độ hấp thu canxi. Kiêng ăn khi đang điều trị nám, tàn nhang, thịt bò có chứa rất nhiều protein tốt cho cơ thể. Tuy nhiên nếu bạn đang bị nám mà sử dụng loại thực phẩm này sẽ khiến nám lây lan nhanh hơn. Vì vậy nếu bạn đang bị nám hoặc tàn nhang thì không nên sử dụng thịt bò để hạn chế tình trạng vùng nám da bị lan rộng. Không nên ăn thịt bò và uống rượu trắng. Ăn thịt bò kết hợp với uống rượu, coi thịt bò là món đồ nhắm là thói quen khá phổ biến của nhiều người. Tuy nhiên, thói quen ăn thịt bò kèm với rượu trắng sẽ gây ra một bất lợi lớn chính là có thể gây ra các bệnh về răng lợi như viêm chân răng. Mặc dù thịt bò có nhiều tác dụng tốt đối với cơ thể nhưng bạn hãy mua thịt tại nơi uy tín. Ăn khi thịt đã được chế biến kỹ và đặc biệt kiêng thịt khi đang điều trị bệnh nhé. Giò có thể có lợi ích đặc biệt sau phẫu thuật hoặc cho các vận động viên phục hồi. Khẩu phần ăn chứa thịt kết hợp với tập luyện thể dục có thể giúp duy trì và xây dựng khối lượng cơ bắp. 2.2. Chất béo. Thịt bò có chứa hàm lượng các chất béo khác nhau thường nằm ở phần mỡ bò. Ngoài việc tăng thêm hương vị của bữa ăn thì nó còn có tác dụng làm tăng lượng calo đáng kể. Tuy nhiên, không giống với các sản phẩm chất béo khác, chất béo từ những động vật nhai lại như bò và cừu cũng chứa các chất béo chuyển hóa hay còn gọi là chất béo trans của động vật nhai lại. Những chất béo này không giống với sản phẩm chất béo trans công nghiệp nhưng nó cũng không được coi là chất béo lành mạnh. Phổ biến nhất là axit linoleic liên hợp, CLA, được thịt thấy trong thịt bò, thịt cừu và các sản phẩm từ sữa. Axit linoleic liên hợp, CLA, liên kết với các lợi ích sức khỏe chẳng hạn như giảm cân. Tuy nhiên, liều lượng lớn axit béo này trong các chất bổ sung có thể gây hậu quả có hại trong quá trình chuyển hóa. 2.3. Vitamin và chất khoáng. Vitamin B12, thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chẳng hạn như thịt lợn, thịt bò là nguồn cung cấp vitamin B12 tốt cho chế độ ăn và cũng là chất dinh dưỡng thiết yếu rất quan trọng cho sự hình thành máu, não và hệ thần kinh. Vitamin B6, vitamin thuộc nhóm B, nó có vai trò quan trọng trong sự hình thành máu và chuyển hóa năng lượng. Niacin, vitamin PP, đây là một trong những vitamin có nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Lượng vitamin này thấp có thể liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim, kẽm. Thịt bò giàu kẽm là một chất khoáng quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển cơ thể. Selen, thịt nói chung và thịt bò nói riêng là loại thực phẩm giàu nguyên tố selen. Đây là nguyên tố vi lượng thiết yếu có vai trò và nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Sắt, đây là chất khoáng được tìm thấy nhiều trong thịt bò. Sắt trong thịt bò chủ yếu ở dạng hem nên dễ dàng được hấp thu, phốt pho. Nguyên tố này hầu như có mặt ở các loại thực phẩm, trong đó có thịt bò. Lượng chất này thường cao trong chế độ ăn của người phương Tây. Nó rất cần thiết cho sự tăng trưởng và bảo trì cơ thể. Ngoài ra, thịt bò còn chứa nhiều vitamin và chất khoáng khác, nhưng số lượng ít hơn. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. 2.4. Một số hợp chất trong thịt bò. Giống như những loại thực phẩm khác, thịt bò cũng chứa một số chất hoạt tính sinh học và chất chống oxy hóa. Nó cũng có thể có tác dụng đến sức khỏe khi được tiêu thụ với số lượng đầy đủ. Một trong những chất nổi bật nhất đó là creatine. Đây là chất có hàm lượng dồi dào trong thịt. Creatine có vai trò như nguồn năng lượng cho cơ bắp. Các chất bổ sung creatine thường được sử dụng bởi những người tập thể hình và nó có lợi cho sự phát triển cũng như duy trì cơ bắp. Taurin, đây là một axit amin chống oxy hóa và là thành phần phổ biến trong các nước tăng lực.
Nó có vai trò quan trọng đối với chức năng của tim và bắp, glutathione. Nó cũng là chất chống oxy hóa được tìm thấy trong hầu hết các loại thực phẩm, đặc biệt có nhiều trong thịt bò. Cholesterol, hợp chất này có nhiều chức năng trong cơ thể. Ở hầu hết mọi người, cholesterol trong chế độ ăn ít ảnh hưởng đến hàm lượng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, nó sẽ được quan tâm nhiều hơn ở những trường hợp người bệnh, béo phì, mỡ máu, tiểu đường. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. 3. Một số lợi ích của thịt bò. Thịt bò là nguồn thực phẩm giàu protein chất lượng cao cũng như các loại vitamin và chất khoáng. Vì thế, thịt bò được coi là một thành phần tuyệt vời trong chế độ ăn uống lành mạnh. Một số lợi ích khi sử dụng thịt bò trong khẩu phần ăn. 3.1. Duy trì khối lượng cơ bắp. Giống như tất cả các loại thịt, thịt bò là một nguồn protein chất lượng. Nó có chứa đầy đủ các axit amin cần thiết mà cơ thể không tự tổng hợp được, protein hoàn hảo. Ở nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, trong chế độ ăn không có đủ lượng protein hoàn hảo này. Những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn hiểu nhiều hơn về tác dụng cũng như những thông tin khác của thịt bò. Đây là thức ăn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng bổ sung vào thực đơn ăn uống mỗi tuần nhé. Trên đây là những kiến thức được kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe chia sẻ. Mong rằng sẽ giúp anh, chị, bạn bè, cô chú, bác coi để nâng cao kiến thức. Hãy nhấn đăng ký kênh, bấm nút like, share chia sẻ kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe để nhiều người biết được các kiến thức này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị cô chú đã theo dõi nhé. Nhờ cô chú anh chị bấm đăng ký kênh dùng để cứu hộ em nhé.